Chào mọi người đã đến với chương trình radio Tĩnh Nguyện Buổi Sáng. Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn sự thành tín Ngài là lớn lắm. Lời Chúa là thức ăn thuộc linh cho chúng ta mỗi ngày, để đắc thắng cám dỗ, tội lỗi xác thịt xung quanh chúng ta. Ngài bổ lại linh hồn bạn, dẫn bạn vào các lối công bình. Vì cớ danh Ngài, Chúa thêm sức mới cho bạn, Chúa thêm lên cho bạn đức tin. Mỗi ngày càng gần Chúa và giống Chúa hơn, và có mối quan hệ mật thiết với Chúa mỗi ngày. Chúa yêu bạn rất nhiều. Chương 6. Hòm của Đức Giê-hô-va ở 7 tháng trong xứ dân Philippines. Đoạn dân Philippines gọi những thầy cả và thuật sĩ mà hỏi rằng: chúng ta phải làm chi về hòm của Đức Giê-hô-va? Hãy nói cho chúng ta biết cách nào phải trả hòm ấy về nơi cũ. Chúng nó đáp: nếu các ngươi gửi hòm của Đức Chúa Trời của Israel về, thì chớ gửi đi không, nhưng phải trả cho Đức Giê-hô-va của lễ chuộc lỗi, rồi các ngươi sẽ được chữa lành và biết tại cớ sao Ngài không ngừng giáng họa trên các ngươi. Chúng nó hỏi: của lễ chi chúng ta phải trả cho Ngài đặng chuộc lỗi? Đáp rằng: 5 cái hình trĩ lậu bằng vàng và 5 con chuột bằng vàng, theo số quan trưởng của dân Philippines, vì hết thảy các ngươi và các quan trưởng của các ngươi đều bị đồng một tai họa. Hãy làm các hình trĩ lậu và những hình con chuột vẫn phá xứ sở, rồi tôn vinh Đức Chúa Trời của Israel. Có lẽ Ngài sẽ nhẹ tay trên các ngươi, trên thần và sứ của các ngươi. Sao các ngươi cứng lòng như dân Ai Cập và Pharaoh đã làm? Sau khi Đức Giê-hô-va đã thi hành quyền năng trên dân Ai Cập, họ há chẳng để cho Israel đi sao? Hãy đóng một cái xe mới và bắt 2 con bò cái còn cho bú chưa mang ách, thắng nó vào xe, rồi dẫn các con nhỏ chúng nó vào chuồng. Kế đó, hãy lấy hòm của Đức Giê-hô-va để lên trên xe, rồi trong một cái trắp những đồ bằng vàng mà các ngươi sẽ dâng trả cho Đức Giê-hô-va làm của lễ chuộc lỗi, và đặt nó gần bên hông. Đoạn, hãy để cho cái hòm đi và xem chừng. Nếu nó đi lên về phía xứ nó, tức về hướng Bet-Shemesh, thì ắt là Đức Giê-hô-va đã giáng họa lớn này trên chúng ta. Bằng không, chúng ta sẽ biết chẳng phải tay Ngài đã hành hại chúng ta, nhưng các điều đó xảy đến tình cờ đó thôi. Người Philippines đều làm như vậy, bắt 2 con bò cái còn cho bú, thắng vào một cái xe, rồi nhốt các con nhỏ chúng nó trong chuồng. Chúng để hòm của Đức Giê-hô-va lên trên xe, luôn với cái trắp có con chuột bằng vàng và hình trĩ lậu. 2 con bò cái đi thẳng theo đường về Bet-Shemesh, vừa đi vừa rống, không xây bên hữu, cũng không xây bên tả. Các quan trưởng dân Philippines đi theo nó cho đến bờ cõi Bet-Shemesh. Bây giờ dân Bet-Shemesh đang gặt lúa mì trong trũng, ngước mắt lên thấy cái hòm thì lấy làm vui mừng. Cái xe đến trong ruộng của Giô-suê tại Bet-Shemesh và dừng lại đó. Nơi ấy có một hòn đá lớn, người ta bèn bữa gỗ của xe và dâng 2 bò cái làm của lễ thiêu cho Đức Giê-hô-va. Người Lê-vi cất hòm của Đức Giê-hô-va xuống khỏi xe, luôn với cái trắp ở bên đựng những vật bằng vàng và để trên hòn đá lớn. Trong ngày đó, người Bet-Shemesh dâng những của lễ thiêu và các của tế lễ khác cho Đức Giê-hô-va. 5 quan trưởng của dân Philippines đã thấy điều đó, thì nổi ngày trở về Ekron. Này là số hình trĩ lậu bằng vàng mà dân Philippines dâng trả cho Đức Giê-hô-va làm của lễ chuộc tội: một cái của ách đốt, một cái của Gaza, một cái của ách kê lôn, một cái của gác và một cái của Ekron. Chúng nó lại dâng trả thêm hình con chuột bằng vàng bao nhiêu số thành Philippines thuộc về 5 quan trưởng, hoặc thành kiên cố, hay là làng nhà quê. Hòn đá lớn ấy là nơi người ta để hòm của Đức Giê-hô-va. Nó ở tại trong ruộng của Giô-suê, người Bet-Shemesh, làm kỷ niệm về điều đó cho đến ngày nay. Đức Giê-hô-va hành hại dân Bet-Shemesh vì chúng có nhìn vào hòm của Đức Giê-hô-va. Ngài hành hại 70 người của dân sự. Dân sự đều để tang vì Đức Giê-hô-va đã hành hại họ một tai vạ rất nặng. Bây giờ dân Bet-Shemesh nói: ai có thể đứng nổi trước mặt Giê-hô-va là Đức Chúa Trời chí thánh? Khi hòm lìa khỏi chúng ta thì sẽ đi đến ai?
chúng nó sai sứ đến dân Kiriath Jearim mà nói rằng: dân Philistin đã đem hòm của Đức Giê-hô-va về, hãy đi xuống đem nó về nơi các ngươi. Chương 7. Người Kiriath Jearim đến thỉnh hòm của Đức Giê-hô-va, đem vào nhà Abinadab ở trên gò nổng, rồi biệt riêng ra Eleasa con trai người đặng coi giữ hòm của Đức Giê-hô-va. Hòm của Đức Giê-hô-va để tại Kiriath Jearim lâu ngày, đến đổi trải qua 20 năm, cả nhà Israel đều than nhớ Đức Giê-hô-va. Bây giờ Samuel nói cùng cả nhà Israel rằng: nếu các ngươi thật hết lòng trở lại cùng Đức Giê-hô-va, thì khác cất khỏi giữa các ngươi những thần lạ và tượng ác tặc tê, hết lòng theo Đức Giê-hô-va, chỉ phục sự một mình Ngài mà thôi. Ngài ắt sẽ giải cứu các ngươi khỏi tay dân Philistin. Dân Israel bèn dẹp những hình tượng của ba anh và ác tặc tê, rồi phục sự một mình Đức Giê-hô-va mà thôi. Đoạn Samuel nói: hãy nhóm hiệp cả Israel tại Mít-ba, ta sẽ cầu Đức Giê-hô-va dùm cho các ngươi. Chúng hội hiệp tại Mít-ba, múc nước và đổ ra trước mặt Đức Giê-hô-va. Trong ngày đó chúng cử ăn mà rằng: chúng tôi có phạm tội cùng Đức Giê-hô-va. Samuel đoán xét dân Israel tại Mít-ba. Khi dân Philistin đã hay rằng dân Israel hội hiệp tại Mít-ba, thì các quan trưởng của chúng nó lên đánh Israel. Nghe tin này, dân Israel run sợ trước mặt dân Philistin, nói cùng Samuel rằng: xin chớ vì chúng tôi mà ngừng kêu cầu Jehovah Đức Chúa Trời chúng tôi, để Ngài giải cứu chúng tôi khỏi tay dân Philistin. Samuel bắt một chiên con còn bú, dâng nó làm của lễ thiêu cho Đức Giê-hô-va. Đoạn người vì Israel cầu khẩn Đức Giê-hô-va, Đức Giê-hô-va bèn nhậm lời. Trong lúc Samuel dâng của lễ thiêu, dân Philistin đến gần đặng giao chiến cùng Israel. Nhưng trong ngày đó, Đức Giê-hô-va khiến sấm sét nổ vang trên dân Philistin, làm cho thua vỡ chạy, và chúng nó bị đánh bại trước mặt Israel. Dân Israel từ Mít-ba ra đuổi theo dân Philistin và đánh chúng nó cho đến dưới Bết Cạt. Bây giờ Samuel lấy một hòn đá dựng lên giữa khoảng Mít-ba và Sen, đặt tên là Eben-Ezer, vì người nói rằng: Đức Giê-hô-va đã cứu giúp chúng tôi đến bây giờ. Dân Philistin bị bắt phục, chẳng còn xâm lấn địa phận của Israel nữa. Trọn đời Samuel, tay của Đức Giê-hô-va nhận trên dân Philistin. Các thành mà dân Philistin đã chiếm lấy của Israel từ Ekron đến Gát đều được trả lại cho Israel, và Israel giải thoát địa hà các thành ấy khỏi tay dân Philistin. Bèn có sự hòa bình giữa Israel và dân Amorit. Samuel làm quan xét cho Israel trọn đời mình. Mỗi năm người tuần hành khắp Bê-tên, Ginh-ganh và Mít-ba mà đoán xét dân sự trong các thành ấy. Đoạn người trở về Rama là nơi có nhà người. Ở Rama người cũng đoán xét Israel và lập một bàn thờ cho Đức Giê-hô-va tại đó. Chương 12. Lúc đó nhằm ngày Sa-bát, Đức Chúa Giê-su đi qua giữa đồng lúa mì. Các môn đồ đói bứt bông lúa mà ăn. Người Pha-ri-si thấy vậy bèn nói cùng Ngài rằng: kìa, môn đồ thầy làm điều không nên làm trong ngày Sa-bát. Song Ngài đáp rằng: chuyện vua David đã làm trong khi vua với kẻ đi theo bị đói, các ngươi há chưa đọc đến sao? Tức là vua vào đền Đức Chúa Trời ăn bánh bày ra, là bánh mà vua và kẻ đi theo không có phép ăn, chỉ để riêng cho các thầy tế lễ. Hay là các ngươi không đọc trong sách luật: đến ngày Sa-bát, các thầy tế lễ trong đền thờ phạm luật ngày đó mà không phải tội sao? Vả lại ta phán cùng các ngươi, tại chỗ này có một đấng tôn trọng hơn đền thờ. Phải chi các ngươi hiểu nghĩa câu này: ta muốn lòng nhân từ, không muốn của tế lễ, thì các ngươi không trách những người vô tội, vì con người là Chúa ngày Sa-bát. Đức Chúa Giê-xu đi khỏi nơi đó, bèn vào nhà hội. Ở đó có một người teo một bàn tay. Có kẻ hỏi Ngài rằng: trong ngày Sa-bát có phép chữa kẻ bệnh hay không?
ấy là họ có ý kiếm dịp kiện Ngài. Ngài bèn phán cùng họ rằng, ai trong vòng các ngươi có một con chiên, nếu đang ngày sa bát bị té xuống hầm thì há không kéo nó lên sao? Huống chi người ta trọng hơn con chiên là dường nào. Vậy trong ngày sa bát có phép làm việc lành. Đoạn Ngài phán cùng người tay teo rằng, hãy giơ tay ra. Người liền giơ tay thì tay này cũng lành như tay kia. Những người Pha-ri-si đi ra ngoài rồi bàn với nhau, lập mưu đặng giết Ngài. Song Đức Chúa Giê-xu biết điều ấy thì bỏ đi khỏi chỗ đó. Có nhiều người theo và Ngài chữa lành cả. Ngài cấm ngạc họ, đừng cho ai biết Ngài, để được ứng nghiệm lời đấng tiên tri Ê-sai đã nói rằng, này, tôi tớ ta đã chọn, là người mà ta rất yêu dấu, đẹp lòng ta mọi đàng. Ta sẽ cho thánh linh ta ngự trên người. Người sẽ rao giảng sự công bình cho dân ngoại. Người sẽ chẳng cãi lẫy, chẳng kêu la, và chẳng ai nghe được tiếng người ngoài đường cái. Người sẽ chẳng bẻ cây sậy đã gãy, chẳng tắt ngọn đèn gần tàn, cho đến chừng nào người khiến sự công bình được thắng. Dân ngoại sẽ trông cậy danh người. Bây giờ có kẻ đem đến cho Đức Chúa Giê-xu một người mắc quỷ ám, đuôi và câm. Ngài chữa cho, đến nỗi người câm nói và thấy được. Chúng lấy làm lạ mà nói rằng, có phải người đó là con cháu vua David chăng? Song những người Pha-ri-si nghe vậy thì nói rằng, người này chỉ nhờ Bê-in-xê-bun là chúa quỷ mà trừ quỷ đó thôi. Chúa Giê-xu biết ý tưởng họ thì phán rằng, một nước mà chia xé nhau thì bị phá hoang, một thành hay là một nhà mà chia xé nhau thì không còn được. Nếu quỷ Sa-tan trừ quỷ Sa-tan, ấy là tự nó chia xé nhau, thì nước nó làm sao còn được ư? Và nếu ta nhờ Bê-in-xê-bun mà trừ quỷ thì con các ngươi nhờ ai mà trừ quỷ ư? Bởi đó chính chúng nó sẽ xử đoán các ngươi vậy. Mà nếu ta cậy thánh linh của Đức Chúa Trời để trừ quỷ thì nước Đức Chúa Trời đã đến tận các ngươi. Hay là có lẽ nào ai vào nhà một người mạnh sức để cướp lấy của mà trước không trói người mạnh sức ấy được sao? Phải trói người rồi mới cướp của nhà người được. Ai không ở với ta thì nghịch cùng ta, ai không thâu hiệp với ta thì tan ra. Ấy vậy ta phán cùng các ngươi, các tội lỗi và lời phạm thượng của người ta đều sẽ được tha, song lời phạm thượng đến Đức Thánh Linh thì sẽ chẳng được tha đâu. Nếu ai nói phạm đến con người thì sẽ được tha, song nếu ai nói phạm đến Đức Thánh Linh thì dầu đời này hay đời sau cũng sẽ chẳng được tha. Hoặc cho là cây tốt thì trái cũng tốt, hoặc cho là cây xấu thì trái cũng xấu, vì xem trái thì biết cây. Hỡi dòng dõi rắn đục, bay vốn là loài xấu, làm sao nói được sự tốt? Bởi vì do sự đầy dẫy trong lòng mà miệng mới nói ra. Người lành do nơi đã chứa điều thiện mà phát ra điều thiện, nhưng kẻ dữ do nơi đã chứa điều ác mà phát ra điều ác. Vả, ta bảo các ngươi, đến ngày phán xét, người ta sẽ khai ra mọi lời hư không mà mình đã nói. Vì bởi lời nói mà ngươi sẽ được xưng là công bình, cũng bởi lời nói mà ngươi sẽ bị phạt. Bây giờ có mấy thầy thông giáo và người Pha-ri-si thưa cùng Đức Chúa Giê-xu rằng, bẩm thầy, chúng tôi muốn xem thầy làm dấu lạ. Ngài đáp rằng, dòng dõi hung ác gian dâm này xin một dấu lạ, nhưng sẽ chẳng cho dấu lạ khác ngoài dấu lạ của đấng tiên tri Giô-na. Vì Giô-na đã bị ở trong bụng cá lớn 3 ngày 3 đêm. Cũng một thể ấy, con người sẽ ở trong lòng đất 3 ngày 3 đêm. Đến ngày phán xét, dân thành Ninive sẽ đứng dậy với dòng dõi này mà lên án nó. Vì dân ấy đã nghe lời Giô-na giảng và ăn năn, mà đây này, có một người tôn trọng hơn Giô-na. Đến ngày phán xét, nữ hoàng Nam Phương sẽ đứng dậy với dòng dõi này mà lên án nó, vì người từ nơi cùng trái đất đến nghe lời khôn ngoan vua Sa-lô-môn. Và đây này, có một người tôn trọng hơn vua Sa-lô-môn. Khi tà ma ra khỏi một người thì nó đi đến nơi khô khan kiếm chỗ nghỉ, nhưng kiếm không được.
Rồi nó nói rằng: ta sẽ trở về nhà ta mà ta mới ra khỏi. Khi trở về, thấy nhà không, quét sạch và sửa soạn tử tế, nó bèn lại đi, đem về 7 quỷ khác dữ hơn nó nữa, cùng vào nhà đó mà ở. Vậy số phận người ấy sau lại xấu hơn trước. Dòng dõi dữ này cũng như vậy. Khi Đức Chúa Giê-xu còn phán cùng dân chúng thì mẹ và anh em Ngài đến đứng ngoài, muốn nói cùng Ngài. Có người thưa cùng Ngài rằng: đây này, mẹ và anh em Thầy ở ngoài muốn nói cùng Thầy. Ngài đáp rằng: ai là mẹ ta? Ai là anh em ta? Ngài giơ tay chỉ các môn đồ mình mà phán rằng: này là mẹ ta cùng anh em ta. Vì hễ ai làm theo ý muốn cha ta ở trên trời, thì người đó là anh em, chị em ta, cùng là mẹ ta vậy. Chương 13. Cũng ngày ấy, Đức Chúa Giê-xu ra khỏi nhà, ngồi bên mé biển. Đoàn dân nhóm họp xung quanh Ngài đông lắm, đến nỗi Ngài phải xuống thuyền mà ngồi, còn cả đoàn dân đứng trên bờ. Ngài dùng thí dụ mà giảng nhiều điều cùng họ. Ngài phán như vậy: có người gieo giống đi ra đặng gieo. Khi đang gieo, một phần giống rơi dọc đường, chim bay xuống và ăn. Một phần khác rơi nhầm chỗ đất đá sỏi, chỉ có ít đất thịt, bị lấp không sâu, liền mọc lên. Xong khi mặt trời mọc lên thì bị đốt, và vì không có rễ nên phải héo. Một phần khác rơi nhầm bụi gai, gai mọc rậm lên phải nghẹt ngòi. Một phần khác nữa rơi nhầm chỗ đất tốt thì sinh trái, hoặc một hột ra được 100, hoặc một hột 60, hoặc một hột 30. Ai có tai hãy nghe. Môn đồ bèn đến gần Ngài mà hỏi rằng: sao Thầy dùng thí dụ mà phán cùng chúng vậy? Ngài đáp rằng: bởi vì đã ban cho các ngươi được biết những điều mầu nhiệm của nước thiên đàng, song về phần họ thì không ban cho biết. Vì sẽ cho thêm kẻ nào đã có thì họ sẽ được dư dật, nhưng kẻ nào không có thì lại cất luôn điều họ đã có nữa. Vậy nên ta phán thí dụ cùng chúng, vì họ xem mà không thấy, lắng tai mà không nghe, và không hiểu chi hết. Vậy về họ đã được ứng nghiệm lời tiên tri của Ê-sai rằng: các ngươi sẽ lắng tai nghe mà chẳng hiểu chi, lấy mắt xem mà chẳng thấy chi. Vì lòng dân này đã cứng cỏi, đã làm cho nặng tai, và nhắm mắt mình lại, e mắt mình thấy được, tai mình nghe được, lòng mình hiểu được. Họ tự hối cải lại, và ta chữa họ được lành chăng? Nhưng phước cho mắt các ngươi vì thấy được, phước cho tai các ngươi vì nghe được. Quả thật ta nói cùng các ngươi, có nhiều đấng tiên tri, nhiều người công chính đã ước ao thấy điều các ngươi thấy mà chẳng được thấy, ước ao nghe điều các ngươi nghe mà chẳng được nghe. Ấy vậy, các ngươi hãy nghe nghĩa ví dụ về kẻ gieo giống là gì. Khi người nào nghe đạo nước thiên đàng mà không hiểu, thì quỷ dữ đến cướp điều đã gieo trong lòng mình. Ấy là kẻ chịu lấy hột giống rơi ra dọc đàng. Người nào chịu lấy hột giống nơi đất đá sỏi, tức là kẻ nghe đạo liền vui mừng chịu lấy, song trong lòng không có rễ, chỉ tạm thời mà thôi. Đến khi vì đạo mà gặp sự cực khổ, sự bắt bớ thì liền vấp phạm. Kẻ nào chịu lấy hột giống nơi bụi gai, tức là kẻ nghe đạo mà sự lo lắng về đời này và sự mê đắm về của cải làm cho nghẹt ngòi đạo và thành ra không kết quả. Xong, kẻ nào chịu lấy hột giống nơi đất tốt, tức là kẻ nghe đạo và hiểu, người ấy được kết quả đến nỗi một hột ra 100, hột khác 60, hột khác 30. Đức Chúa Giê-xu phán ví dụ khác cùng chúng rằng: nước thiên đàng giống như người kia gieo giống tốt trong ruộng mình. Nhưng đang khi người ta ngủ, thì kẻ thù chủ ruộng liền đến, gieo cỏ lùng vào trong lúa mì rồi đi. Đến khi lúa mì lớn lên và trổ bông, thì cỏ lùng cũng lòi ra. Các đầy tớ của chủ nhà bèn đến thưa rằng: thưa chủ không gieo giống tốt trong ruộng chủ sao? Vậy thì cỏ lùng bởi đâu mà ra? Chủ đáp rằng: ấy là một kẻ thù đã làm điều đó. Các đầy tớ thưa rằng: vậy chủ có muốn chúng tôi đi nhổ cỏ đó chăng? Chủ rằng: chẳng nên,
e khi nhổ cỏ lùng hoặc các ngươi nhổ lộn lúa mì đi chăng? Hãy để cho cả hai thứ cùng lớn lên cho đến mùa gặt. Đến mùa gặt, ta sẽ dặn con gặt rằng, trước hết hãy nhổ cỏ lùng, bó lại từng bó mà đốt, xong hãy thu trữ lúa mì vào kho ta. Ngài lấy ví dụ khác mà phán rằng, nước thiên đàng giống như một hột cải mà người kia lấy gieo trong ruộng mình. Hột ấy thật nhỏ hơn cả các giống khác, xong khi đã mọc lên thì lớn hơn các thứ rau và trở nên cây cối, cho đến nỗi chim trời tới làm ổ trên nhành nó được. Ngài lấy ví dụ khác nữa mà phán rằng, nước thiên đàng giống như men mà người đàn bà kia lấy trộn vào trong ba đấu bột, cho đến chừng nào bột dậy cả lên. Đức Chúa Giê-xu lấy lời ví dụ mà phán những điều đó cùng đoàn dân. Ngài chẳng phán điều gì cùng họ mà không dùng lời ví dụ, để được ứng nghiệm lời đấng tiên tri rằng, ta sẽ mở miệng ra mà nói lời ví dụ, ta sẽ rao bảo những điều kín nhiệm từ khi dựng nên trời đất. Bây giờ Đức Chúa Giê-xu cho chúng về rồi vào nhà. Môn đồ đến gần mà hỏi Ngài rằng, xin Thầy giải lời ví dụ về cỏ lùng trong ruộng cho chúng tôi. Ngài đáp rằng, kẻ gieo giống tốt là con người, ruộng là thế gian, giống tốt là con cái nước thiên đàng, cỏ lùng là con cái quỷ dữ. Kẻ nghịch thù gieo cỏ ấy là ma quỷ. Mùa gặt là ngày tận thế, con gặt là các thiên sứ. Còn người ta nhổ cỏ lùng mà đốt trong lửa thế nào thì ngày tận thế cũng sẽ như vậy. Con người sẽ sai các thiên sứ Ngài thu mọi gương xấu và những kẻ làm ác khỏi nước Ngài và quăng những người đó vào lò lửa, là nơi sẽ có khóc lóc và nghiến răng. Khi ấy, những người công bình sẽ chói rạng như mặt trời trong nước của cha mình. Ai có tai, hãy nghe. Nước thiên đàng giống như của báo chôn trong một đám ruộng kia. Một người kia tìm được thì giấu đi, vui mừng mà trở về, bán hết gia tài mình, mua đám ruộng đó. Nước thiên đàng lại giống như một người lái buôn kiếm ngọc châu tốt. Khi đã tìm được một hột châu quý giá thì đi bán hết gia tài mình mà mua hột châu đó. Nước thiên đàng cũng giống như một tay lưới thả xuống biển bắt đủ mọi thứ cá. Khi lưới được đầy rồi thì người đánh cá kéo lên bờ, đoạn ngồi mà chọn giống tốt để riêng ra đem bỏ vào rổ, còn giống xấu thì ném đi. Đến ngày tận thế cũng như vậy, các thiên sứ sẽ đến và chia kẻ ác với người công bình ra, ném những kẻ ác vào lò lửa. Ở đó sẽ có khóc lóc và nghiến răng. Các ngươi có hiểu mọi điều đó chăng? Các môn đồ thưa rằng, có hiểu. Ngài bèn phán rằng, vì cớ ấy mọi thầy thông giáo đã học thông đạo về nước thiên đàng, thì giống như một người chủ nhà kia đem những vật mới và cũ ở trong kho mình ra. Đức Chúa Giê-xu phán các lời ví dụ ấy rồi thì đi khỏi chỗ đó. Ngài về đến quê hương rồi dạy dỗ trong nhà hội, đến nỗi ai nghe cũng lấy làm lạ mà nói rằng, bởi đâu mà người này được khôn ngoan và những phép lạ này? Có phải là con người thợ mộc chăng? Mẹ người có phải là Mary và anh em người là Gia-cơ, Giô-sép, Si-môn, Giu-đe chăng? Chị em người đều ở giữa chúng ta chăng? Bởi đâu mà người này được mọi điều ấy như vậy? Họ bèn vì cớ Ngài mà vấp phạm. Song Đức Chúa Giê-xu phán cùng họ rằng, đấng tiên tri chỉ bị trong xứ mình và người nhà mình khinh dễ mà thôi. Ở đó Ngài không làm nhiều phép lạ vì chúng không có lòng tin. Thi Thiên 71. Hỡi Đức Giê-hô-va, tôi nương náu mình nơi Ngài, chớ hề để tôi bị hổ thẹn. Xin hãy lấy công bình Chúa giải cứu tôi và làm tôi được thoát khỏi. Hãy nghiêng tai qua tôi và cứu tôi. Xin Chúa làm hòn đá dùng làm chỗ ở cho tôi, hầu cho tôi được vào đó luôn luôn. Chúa đã ra lệnh cứu tôi, vì Chúa là hòn đá và là đồn lũy tôi. Hỡi Đức Chúa Trời tôi, xin hãy cứu tôi khỏi tay kẻ ác, khỏi tay kẻ bất nghĩa và người hung bạo. Vì Chúa Giê-hô-va ơi, Chúa là sự trông đợi tôi và là sự tin cậy tôi từ buổi thơ ấu.
tôi nương dựa trên Chúa từ lúc mới lọt lòng. Ấy là Chúa đã đem tôi ra khỏi lòng mẹ tôi. Tôi sẽ ngợi khen Chúa luôn luôn. Tôi như sự lạ lùng cho nhiều người, nhưng Chúa là nơi nương náu vững bền cho tôi. Hằng ngày miệng tôi đầy sự ngợi khen và sự tôn vinh Chúa. Xin Chúa chớ từ bỏ tôi trong thì già cả, cũng đừng lìa khỏi tôi khi sức tôi hao mòn. Vì những kẻ thù nghịch nói nghịch tôi, những kẻ rình rập linh hồn tôi, đồng mưu cùng nhau mà rằng: Đức Chúa Trời đã bỏ hắn, hãy đuổi theo bắt hắn, vì chẳng có ai giải cứu cho. Đức Chúa Trời ơi, xin chớ đứng xa tôi. Đức Chúa Trời tôi ơi, xin mau mau đến giúp đỡ tôi. Nguyện những cừu địch linh hồn tôi bị hổ thẹn và tiêu diệt đi. Nguyện kẻ nào tìm làm hại tôi bị bao phủ sỉ nhục và nhuốc nhơ. Nhưng tôi sẽ trông cậy luôn luôn và ngợi khen Chúa càng ngày càng thêm. Hằng ngày miệng tôi sẽ thuật sự công bình và sự cứu rỗi của Chúa, vì tôi không biết số nó được. Tôi sẽ đến thuật công việc quyền năng của Chúa Giê-hô-va. Tôi sẽ nói về sự công bình của Chúa, chỉ nói đến sự công bình của Chúa mà thôi. Hỡi Đức Chúa Trời, Chúa đã dạy tôi từ buổi thơ ấu, cho đến bây giờ tôi đã rao truyền các công việc lạ lùng của Chúa. Hỡi Đức Chúa Trời, dầu khi tôi đã già và tóc bạc rồi, xin chớ bỏ tôi, cho đến chừng tôi đã truyền ra cho dòng dõi sau sức lực của Chúa và quyền thế Chúa cho mỗi người sẽ đến. Hỡi Đức Chúa Trời, sự công bình Chúa rất cao, chính Chúa đã làm công việc cả thể. Hỡi Đức Chúa Trời, ai giống như Chúa? Chúa là đấng đã cho chúng tôi thấy vô số gian truân đắng cay, sẽ làm cho chúng tôi được sống lại và đem chúng tôi lên khỏi vực sâu của đất. Chúa sẽ gia thêm sự sang trọng cho tôi, trở lại an ủi tôi. Hỡi Đức Chúa Trời tôi cũng sẽ dùng đờn cầm mà ngợi khen Chúa, tán mỹ sự chân thật của Chúa. Hỡi Đấng Thánh của Israel, tôi sẽ dùng đờn sắt mà ca tụng Ngài. Môi và linh hồn tôi mà Chúa đã chuộc lại sẽ reo mừng khi tôi ca tụng Chúa. Cả ngày lưỡi tôi cũng sẽ nói lại sự công bình của Chúa, vì những kẻ tìm làm hại tôi đã bị mắc cỡ và hổ thẹn cả. Cảm ơn Chúa lời của Ngài bày tỏ cho con. Thì giờ này chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Xin Thánh Linh Chúa hãy bày tỏ cho con biết Ngài dạy dỗ hay ấn chứng cho con điều gì qua lời của Ngài. Xin lời của Ngài được linh hồn con ăn nuốt vào trong tấm lòng và tâm trí của con mỗi ngày thêm lên lời của Ngài, để linh hồn con được tăng trưởng, thêm lên đức tin đặt để nơi Ngài. Xin Chúa cho con biết về Ngài nhiều hơn và con khát khao mối quan hệ mật thiết với Ngài nhiều hơn. Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài, mỗi ngày mới Ngài ban cho con hơi thở để tiếp tục sống trên đất này. Con nguyện huyết báo của Chúa Giê-xu Christ thanh tẩy, tẩy sạch, bôi xóa những suy nghĩ, tư tưởng, hành động trong tâm trí, trong tấm lòng của con như: ấy là gian dâm, ô uế, lung tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn, giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh ghét, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Con nguyện xin dòng huyết báo của Ngài tẩy sạch bôi xóa sự xác thịt của con không đẹp lòng Ngài ra khỏi con ngay giờ này. Bây giờ con được thánh sạch đứng trước mặt Ngài. Chúa ơi, xin hãy cáo trách và thanh tẩy khi môi miệng con nói điều dơ dáy không đẹp lòng Ngài. Xin Chúa hãy thêm sức và hướng dẫn con ăn, hoặc uống, hay là làm sự chi khác, hãy vì sự vinh hiển Đức Chúa Trời mà làm. Xin Chúa thêm lên cho con đức tin để mỗi ngày con trông cậy nơi Chúa càng hơn. Xin Chúa thêm lên sự sức dầu trên con để con bày tỏ danh của Ngài trên chính đời sống hàng ngày của con, để con như muối của đất, ánh sáng của thế gian. Con nguyện Thánh Linh Đức Chúa Trời đổ đầy, đầy dẫy con. Chúa ơi, những bông trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ đầy dẫy trên con. Con xin Chúa thêm sức mới, thêm đức tin cho con. Xin Chúa dẫn dắt con để con đắc thắng một ngày mới trong Ngài. Con cảm ơn Chúa, con dâng mọi vinh hiển tôn quý lên ba ngôi Đức Chúa Trời toàn năng và phước hạnh con nhận lãnh từ nơi Ngài. Và con thành kính dâng lên Cha lời cầu nguyện trong danh Chúa Giê-xu Christ. Amen. Cảm ơn bạn đã lắng nghe. Xin Thánh Linh Chúa cho sứ điệp này để khích lệ thêm động lực bạn bước đi với Chúa mỗi ngày. Mọi đóng góp, ý kiến hay góp phần dâng hiến cho chương trình xin gửi về Gmail dưỡng linh cơ đốc 2020a@gmail.com. Bạn ủng hộ chương trình bằng cách chia sẻ chương trình rộng rãi trên mạng Internet cộng đồng xã hội. Hẹn bạn dưỡng linh hàng ngày tiếp theo. Chúa yêu bạn rất nhiều.